Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng như em là 0849 490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 1 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến mới rất là nhiều. Những cái mặt hàng lan rừng đẹp, những cái mặt hàng kg, hàng đang nụ và rất nhiều những cái giò hàng lan thuần đang nụ, hoa xuân, hoa Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn với giá vô cùng là yêu thương ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì chưa bao gồm phí vận chuyển và khi cô chú chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng mỗi một kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ À, tuy nhiên thì ở một số tỉnh thành phía Nam thì uh, cái để đảm hành trình cho, uh, cho những cái đơn hàng đi đến tay cô chú anh chị được đảm bảo nhất thì bên em có thể sẽ gửi chuyển phát nhanh. Cước có thể nhỉnh hơn khoảng tầm 10 cho đến 20 000 cho một đơn hàng nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những bạn hàng hiện tại bên cơ sở là dịch như em đang có nhé. Trước tiên là em có cái dòng lan uh, hoàng hoàng lạp ạ à? hoàng lạp như thế này em bán với giá là 130.000 trong một kg nhé hàng cực kỳ là xanh tươi và đẹp đấy ạ và bên này đây là dòng lan hài dâu xanh xanh mướt mơn man rất là đẹp luôn như vậy này cái dòng hàng này thì với những cái bông hoa có à, những cái sợi dâu dài rất là đẹp và độc đáo luôn đấy ạ em bán 100.000 trong một kg sang bên này đây sẽ là dòng lan kiều cánh tua cô chú anh chị nhé kiều cánh tua thì hiện tại là một số bông đang bắt đầu vào nhú nụ rồi đấy ạ nói chung là bây giờ cô chú anh chị lấy về thì sẽ được thưởng thức những cái bông hoa với những cái cánh tua rất là độc đáo và đẹp luôn này à, kiều kiểu cánh tua Kiểu cánh tua đang chuẩn bị đi vào mùa nụ mùa hoa Em bán kiểu cánh tua với giá là 180.000 cho 1kg Và tiếp sang bên này đây Thì em có cái dòng lan đó là À, đây là cái dòng lan nhất điểm hồng nhé Cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa làm nụ đấy ạ Nhất điểm hồng với giá chỉ Nhất điểm hoàng, hoàng chứ Nhất điểm hoàng với cánh hoa màu phớt vàng họng cam rất đẹp luôn đấy ạ à, Nhất điểm hoàng với giá em bán là 100.000 trong 1kg Mà sang bên này đây Thì à, đây sẽ là dòng long tu xuân Long tu xuân này thì bây giờ thân đang căng mướt Đang chờ đợi cho một mùa hoa tuyệt vời đấy ạ Long tu xuân em xin phép được bán với giá là 100 Long tu xuân này em bán với giá là 100 À, 220.000 cho 1 kg long tu xuân cô chú anh chị nhá. À, thời điểm quá là tuyệt vời để cô chú anh chị ghép cho mình những cái giò long tu xuân này ạ. Và bên này đây là dòng lan hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ cũng đang bắt đầu là sưng những cái mắt nụ như thế này cô chú anh chị này. Hoàng long vĩ xanh mướt luôn em bán với giá là 120.000 à 130.000 trong 1 kg hoàng long vĩ. Và bên này đây là dòng tóc tiên này cô chú anh chị này với những cái chùm hoa màu trắng và cái họng điểm một chút hồng rất là đẹp luôn và cái dòng này thì nó rất là sai hoa luôn với những cái cần hoa rất là dài này. Ví dụ như một nhánh này vừa rồi nó cho hai cái chùm hoa rất là dài như thế này cô chú anh chị nhé đó dòng tắc tiên em bán với giá là 140.000 trong một kg và bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy cái dòng kim điệp xuân này thế thì dòng kim điệp xuân này thì em xin phép được bán với giá kim điệp xuân ạ à? Cái hàng này thì đang một số thân thì đang nhú lụ này, cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Nói chung là đây là cái thời điểm quá là tuyệt vời để cô chú anh chị ghép à, à, để chờ đợi đầu xuân cũng như là đầu năm mới mình có thể được thưởng thức những cái bông hoa vàng rực rỡ của cái dòng kim điệp xuân này đấy ạ. Đó, những cái thân căng mướt và đang chuẩn bị sổ hoa như thế này ạ. Em bán với giá là 150 000 cho 1 kg dòng kim điệp xuân nhé. Và tiếp sang bên này đây là em có dòng phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì cũng đang mùa mầm như vậy đấy. Chờ đợi cho một mùa vàng ở tháng 8 Em bán là 120.000 cho 1kg phi điểm vàng Hoàng Thảo Ý Ngọc này Hoàng Thảo Ý Ngọc hàng rừng Được mệnh danh là những nàng công chúa ngọc ngà Với bông hoa màu trắng nuột Cực kỳ là sai hoa à, Hoàng Thảo Ý Ngọc Đây cũng là cái thầm tầm nói chung là tầm mùa này Cô Chính Chị ghép những cái dòng lan thân thòng này Thì quá là tuyệt vời luôn đấy ạ Em bán Ý Ngọc với giá là 180.000 cho 1kg nhé Và sang bên này đây là dòng lan Hoàng Thảo Lộ Vàng À, lụa vàng này thì bây giờ đang là mùa một số cây đang có nụ này Một số cây thì đang bắt đầu là sổ hoa Đấy. Thì à, nói chung là cái lụa vàng tầm mùa này là mùa quá là tuyệt vời Những cái bông hoa cánh vàng họng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn Lụa vàng em bán là 200.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé Hàng thì thân căng mướt và cũng đang bắt đầu lên mầm Và sang bên này đây là em có cái dòng lan hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng với dòng lan hoa rất là vàng à, rất là hồng đậm bây giờ cũng đang bắt đầu là em thấy là một số cây đang bắt đầu nhú nụ như thế này này đó nên là nếu như cô chú anh chị nào mà muốn chơi một mùa hoa trọn vẹn một mùa mầm tuyệt vời nhất thì hãy lấy thời điểm bây giờ nhá ạ à, rất là xinh luôn ô oh, thật là có nhú nụ này sai chi chít luôn có những cây này đấy nói chung là hàng rừng thì nó sẽ có thân già nhiều hơn thân tơ đẹp lắm cô chú anh chị ạ em bán với giá là một trăm hai trăm hai trăm 210.000 cho 1 kg nhé Và bên này đây là dòng lan dáng hương Hải Yến Với sắc tím ngọt ngào quyến rũ vô cùng luôn đấy ạ Dòng lan Hải Yến sẽ nở hoa vào tháng 4 hoặc là tháng 5 dương lịch Bây giờ là gần hết tháng tháng 1 rồi Một vài tháng nữa là sẽ cho những cái bông hoa tím cực đẹp nhé Em bán là 140.000 trong 1 kg dòng Hải Yến ạ Và bên này là dòng lan Mạc Xuân à, Dòng Mạc Xuân ạ, địa lan Mạc Xuân hàng xanh tươi với thân không quá dài không quá ngắn lô hàng rất là đẹp luôn như thế này đấy ạ em bán với giá là 100 trăm một trăm nghìn cho một kg dòng địa lan mạc xuân nhé sang bên này đây là bạch ngọc đuôi công dòng lan địa lan bạch ngọc đuôi công này phải nói là một trong những dòng lan có hoa Điệt vào top là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng địa lan à, Dòng địa lan đây là một dòng lan bán sơn địa Ví dụ như cây này nó bám trên gỗ này Đấy, có thể uh, nó là dòng địa lan bán sơn địa của chú anh chị nhé Hiện tại thì một số cây đang nụ hoa nở vào thời, thời điểm Tết Rất là rực rỡ, bông hoa to, cực bền hoa luôn đấy ạ Em bán bạch ngọc đuôi công này Tầm hoa cũng là tầm mùa ghép tuyệt vời của nó đấy ạ 320.000 cho 1kg bạch ngọc đuôi công và bên này đây là dòng lan hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Thì nói chung là cái lô hàng này thì uh, nó hiện tại là hàng của em là không có được dài lắm nhưng mà vẫn có những cái thân. Nó sẽ dài khoảng tầm 30 cm đổ lại thôi cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Nhưng mà những cái thân này vẫn còn đang bắt đầu là nhú nụ rất là xinh này cô chú anh chị này. Đó, đang nhú nụ rất là xinh luôn nhé. Vẫn đảm bảo cho cô chú anh chị uh, nhiều cây giống cũng như là sẽ được thưởng thức những cái bông hoa xinh của nó đấy ạ. Và cái dòng hàng này thì em xin phép được bán với giá chỉ có À, hôm qua thì những cái thân dài hơn ấy to khỏe hơn ấy em đã bán 230 cho 1 kg thì cái hàng hôm nay ấy, thì em sẽ xin phép được bán với giá chỉ có 190.000 cho 1 kg để cô chú anh chị à, về làm giống cũng như là được thưởng thức những bông hoa sinh của nó đó tại vì là nó ngắn nên là nó sẽ ít nụ hơn cô chú anh chị nhé ít nụ hơn vẫn có nụ nhưng mà nó sẽ ít nụ hơn cái tỷ lệ nó có nụ sẽ là ít hơn đó, 190.000 thôi Em sẽ bán từ 0,3kg trở lên để cô chú anh chị sưu tầm đi Bởi vì hàng này là hàng ngắn ạ à. Và bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái hàng bóc trụ tại Việt Nam. Hôm nay thì em sẽ bán thanh lý xả với giá chỉ có 300 000 trong 1 kg này, bình thường em bán 350 000 đấy ạ. Giá nhập của cái hàng Thái này thì cũng rất là cao bởi vì hàng Thái này thì hoa của nó rất là rực rỡ luôn. Đấy, đai châu Thái với giá 300 000 trong 1 kg, hàng kịch sàm luôn. Đó, 1 kg cô chú anh chị được khoảng tầm 3 cho đến 4 cho đến 5 cây luôn. Đó, rất là nhiều mỗi cây có vài vài chục nghìn cho một cây đai châu có khoảng tầm hai nụ hoa như thế này và cô chú anh chị ngắm một mùa hoa không cũng đã rất là đã luôn rồi đấy ạ. Đó, và đảm bảo cây giống cho cô chú anh chị mình luôn đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em còn có hai lô dáng hương tam bảo sắc này cô chú anh chị này lô dáng hương tam bảo sắc tây bắc này nói chung là dòng dáng hương tam bảo sắc tây bắc thì nó sẽ không đẹp như là hàng của bên 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 lào ấy bên lào thì nó xếp rất là đẹp luôn nhưng mà bản thân em thì lại rất là thích cái dòng dáng hương tam bảo sắc tây bắc em không thích những cây thân thẳng mà em lại thích những cây nó 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 hơi cong và vươn theo cái hướng sáng rất là đẹp đấy em có hai lô dáng hương tam bảo sắc rất là đẹp cô chú anh chị này tây bắc hàng tây bắc dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn và mỗi một lô như vậy em bán với giá là 80 nghìn Đủ cô chú anh chị làm một giò cực đẹp luôn nhé Và một uh, lô sơn thủy tiên thân nú Đây là sơn thủy tiên bắc đấy ạ và cái lô này thì em xin phép bán với giá là 140 cho cái lô này được một giò xuất sắc luôn Và bên này là em có một cái lô gà tròn của vùng Cao Bằng ạ Rất là đẹp luôn Em bán là 100 nghìn cô chú anh chị nhé Lô này đảm bảo cô chú anh chị có một giò lan rực rỡ gà tròn của vùng Cao Bằng luôn ạ Một phần long tô đá hoa tím này em bán là 80 nghìn uh... Và sang bên này đây sẽ là những cái thân giả hạc chớp Mỹ à, Hàng đang nụ đẹp một cách xuất sắc Đều đẹp một cách xuất sắc như thế này Mỗi một thân giả hạc chớp Mỹ này Nó sẽ dài khoảng tầm 55 cm trở lên Cô chú anh chị nhé Nụ thì thôi rồi ạ Đảm bảo cho cô chú anh chị Tết này có một cái giò lan thật là tuyệt vời Để cô chú anh chị được thưởng thức nhé Chắc là vào tầm Tết là bắt đầu sẽ he hé, hé nở đấy cô chú anh chị này Đẹp lắm luôn, nụ tuyệt vời như thế này Em bán một giò giả hạc chất Mỹ như vậy Với giá chỉ có 110.000 một thân thôi Nhớ năm ngoái năm kia mỗi một giò như thế này là 280 Cô chú anh chị ạ Hiện tại thì chỉ có 110 Đấy cô chú anh chị lấy khoảng tầm 3 chậu ấy thì cô chú anh chị có một giò lan quá là tuyệt vời để cô chú anh chị trưng rồi nhá. Đấy, nếu như cô chú anh chị nào lấy 3 chậu em sẽ để giá là 300 000 cho 3 chậu. Thực sự là nụ rất là tuyệt vời luôn. Còn bên này đây sẽ là những cái giò sơn thủy tiên sơn thủy tiên này hàng đã trồng thuần mỗi một chậu là nụ căng mướt nhiều thân xanh mướt như thế này và một số thân thì đang bắt đầu là nhú nụ rồi đó một số thân là đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi đấy cô chú anh chị chưa nhú nụ mà đã sưng mắt nụ rồi đó giả hành thì to bự luôn như thế này đấy, xanh mướt luôn em bán một chậu như vậy với giá chỉ có hai trăm và bên này đây sẽ là những cái giò đen đô xuân hàng trồng thuần của việt nam mình đó, hàng trồng thuần của việt nam mình hiện tại thì em thấy là ừ, cây là chưa có nụ cô chú anh chị nhé nên là hàng này chắc là cô chú anh chị sẽ chỉ chơi hoa xuân thôi và em bán chỉ có 190.000 trong cho một chậu còn nếu như cô chú anh chị mà muốn chơi hoa tết thì chắc là chỉ có hàng bên trung quốc thôi Đấy, hàng bên trung quốc thôi cây này thì em mới một số cây đang bắt đầu là sưng mắt nụ thôi nên là nó sẽ nở hoa sau tết như hàng trung quốc xong cô chú anh chị về chơi xong thì rất là khó thuần luôn hàng này mình chơi hoa sau một chút nhưng đảm bảo là một mùa hoa tuyệt vời ạ à. một trăm một chậu bên này thì em có những cái chậu địa lan sato này cô chú anh chị này địa lan sato em có màu vàng đây là cái màu vàng màu vàng trứng nhá màu vàng trứng vàng rất là đẹp luôn đấy, cái họng đỏ cực kỳ là xinh bông hoa này đang hé hé nở này cái giò này ấy thì nó có tất cả là 5 cần hoa và em bán với giá 5 cần hoa thì nói chung là có những cái nụ hoa nó cũng có bị lỗi hỏng nên là em sẽ bán luôn với giá là 350.000 đảm bảo cô chú anh chị vẫn có một cái giò lan đẹp để mà thưởng thức đồng thời giá cực rẻ và cô chú anh chị làm giống và một cái chậu vàng mít này cô chú anh chị này một chậu vàng mít nụ rất là đều và đẹp đơn có tất cả là hai 4 2, 4, 6 cần hoa Em bán với giá là 420.000 cho cái chậu của địa lan Sato 6 cần hoa này Và một cái cây đai trâu hàng đỏ sắc pháo cực kỳ là xinh như thế này là hàng lá mít rất là xinh Em bán với giá là 210 cho một chậu đỏ sắc pháo này Bên này sẽ là những cái cây thiên nga Đây là thiên nga màu nâu đốm này Với giá em bán là 100 À đâu, có 40.000 cho một chậu thôi Hàng bây giờ đang lên mầm nhé, cô chú anh chị nhé Đang là mùa mầm, mùa trồng tuyệt vời của nó đấy ạ Có màu nâu đốm này à, Có màu đen này, thiên nga đen hay còn gọi là ngọc chai đen này Và có màu vàng, cô chú anh chị nhé Em có tất cả là ba màu sắc như vậy Và đồng giá chỉ có 40.000 cho một chậu Còn bên này thì em có cái chậu đây là chậu uh, uh, vô nữ báo hồng đang nụ rất là xinh này em bán là 120.000 cái giò này cô chú anh chị sẽ được ngắm những bông hoa nở vào thời điểm Tết rất là xinh luôn đấy ạ và bên này là em có một cái chậu duy nhất thôi là chậu ngọc nữ nó đang nụ hoa nó đang nở hoa như thế này cái chậu này em bán hàng giống với giá 120 và bên này đây sẽ là những cái chậu uh, nữ sô baby với những cái giả hành to bự chảng với sắc hoa đỏ thắm rất là phù hợp chơi trong những ngày Tết này đấy, hàng nó đang một chậu như vậy rơi vào 3-4 giả hành đang có một nụ hoa em bán là 180.000 cho một chậu nữ sô baby và sang bên này đây sẽ là vô vàn những cái loại lan mà hàng đang nụ đẹp một cách xuất sắc chuẩn hoa đúng vào thời điểm tết này và em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan những cái giò lan gọi là ưng ý nhất để cô chú anh chị mang về trưng trong những ngày tết tới này cô chú anh chị nhé với giá vô cùng là yêu thương luôn ạ à. em xin phép được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị này rất là nhiều những cái loại lan đang nụ luôn ạ à. à, trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây hải cảnh nhé hải cảnh nếu như cô chú anh chị nào mà đã chơi lan hài dòng lan hài thì chắc chắn là biết sẽ biết là những cái cây lan hài cảnh này giá của nó là vô cùng là đắt đỏ đó nếu như ở nước ngoài người ta bán bán giá của nó có thể khoảng tầm 300 cho đến 500 USD cho một cây hài cảnh còn hàng của Việt Nam mình hiện tại em thấy là nhiều nơi người ta đang bán với giá là 200.000 cho một cây đó là giá mà thực tế là em thấy là người ta đang bán cô chú anh chị nhé còn ở đây thì em sẽ bán hàng chuẩn cây giống cho cô chú anh chị cô chú ý chị mình để cô chú anh chị sưu tầm với giá vô cùng là yêu thương luôn đây em có cái hình này gọi là lô số 1 này lô số 1 này có tất cả là năm khóm cây hài cảnh rất là đẹp như vậy em thấy là hình như là cũng có cây đang nhú nụ mèo nụ sao đó cô chú anh chị đây này đó, cây hài cảnh thì nó chỉ bé bé như vậy thôi cô chú anh chị nhé đây này hình này hình như là có vài cây đang mèo nụ ấy cái hình này em xin phép được bán với giá chỉ có là gì chỉ có 200 trăm nghìn cho cái hình này có tất cả là bốn khóm rất là đẹp nhé và tiếp theo là cái hình số 2 hình số 2 này thì em có tất cả là cũng là bốn cây và hình này em chỉ bán với giá là 120 thôi đó bốn cây mỗi một cây hài cảnh nó chỉ rơi vào có 30 mươi nghìn ạ và tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 thì em cũng có 4 cây. 4 cây hải cảnh ở hình số 3 này. Thì em cũng sẽ bán với giá có 100 4 cây hài cảnh với giá em bán cũng là 130.000 cô chú anh chị nhé. 4 cái gì hài cảnh như vậy ạ. Đấy, nói chung là rất là đáng sưu tầm luôn nhé cô chú anh chị. Dòng này thì em nghĩ là cũng chưa có nhiều người có đâu. Chưa có nhiều người có bởi vì trước đây là cái giá nó cực kỳ là đắt ạ À, và tiếp theo và cũng rất là hiếm hàng luôn Tiếp theo là cái hình số 4 Hình số 4 này có 5 cây 5 cây hài cảnh ở đây Hình này em bán với giá là uh, 130.000 này Và tiếp theo là hình số 5 Hình số 5 này cũng là 5 cây nhá 5 cây Với hình này thì em cũng bán với giá có 130.000 thôi ạ à. Và hình số 6 là một cái lô hài cảnh uh, Rất là đẹp luôn đây Hình này em bán với giá là 150.000 Có 5 cây hài cảnh nhá, rất là đẹp 150.000 cho lô này này. Và tiếp theo là cái hình số hình tiếp theo là hình số 7. Số 7 này có 3 dề, 3 dề 3 khóm như vậy đấy ạ. Cái lô hài cảnh này em bán với cũng với giá là 150 000 này. Và hình số 8 này, hình số 8 này có một dề với hai cây rời. Đó. Và cái hình này thì em bán với giá là 150 000 nhá. Và hình tiếp theo là hình số 9. Số 9 thì ở đây thì có tất cả là 5 cây hài cảnh khá là lớn. Và cái hình này thì em bán là 150 000 và hình tiếp theo, hình số 10, hình số 10 này thì cũng có một dề này, một dề hai cảnh với đây, dề này cái cây này đang mèo nụ đấy cô chú anh chị này. Đó, mèo nụ đấy ạ. Và với cái cây hai cây dời bên này nữa, cái dề này em bán với giá là cái lô này em bán với giá là 150 000 nhá. 150 000 cho hình này. Và tiếp sau bên này đây sẽ là cái hình số 11 1 kg dáng hương đuôi cáo Có tổng tất cả là 9 cây Với giá em bán là 130.000 cho hình này này 130.000 và hình số 12 cũng là một lô cáo cái lô cáo này thì cũng có tất cả là 10 cây và em cũng chỉ bán với giá có 120.000 thôi ạ à. 10 cây cáo và tiếp theo là hình số 13 một cái lô cáo này có 8 cây à, lô cáo này 8 cây có những cây khá là to cái hình này em bán với giá là 120 và tiếp theo là cái hình số 14 lô cáo 14 này có cũng có 10 cây luôn ạ à. 10 cây luôn nhé với giá em bán là 130 Nói chung là cây cáo này có phần là hơi tóc lá nhưng mà uh, cái mùa này mùa hanh khô như vậy cô chú anh chị với ngâm xử lý nó sẽ hút dưỡng chất rất là tuyệt vời luôn. Và sang bên này sẽ là những cái cây để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết này. Đây là dòng phi điệp cánh viền cô chú anh chị nhé. Dò phi điệp cánh viền một cái mặt bông mà vô cùng là đẹp đã được giải rất là cao trong cái hội uh, hội hội uh, thi triển lãm của các loại lan. Đó có nói chung là đã được giải rất là cao một mặt bông vô cùng là đẹp nhá cô chú anh chị nhé và ở đây thì hiện tại là cây này là đang nụ và sẽ chuẩn hoa tết cho cô chú anh chị mình đây cô chú anh chị mình ngắm nụ của nó này Đấy, hoa này thì nụ rất là đều luôn rất là đều luôn cô chú anh chị này và khuôn bông vô cùng là đẹp Đấy, à, giả hạc cánh viền phi điệp cánh viền cái hình số 15 năm giò, này có ba thân hoa để cô chú anh chị thưởng thức trong tết này cũng như là làm giống giá em bán là 190.000 chín à. mươi ạ Tiếp theo là hình số 16, em đi nhanh một chút chút. Hình số 16 này, em thấy là một thân nụ khá là lớn rồi. Còn vài cái thân ở đây thì em thấy là nó chưa có mấy cái thân nhỏ ở đây thì em thấy là chưa có nụ nhá. Giờ này em bán là 180 này. Đã, tiếp theo là cái hình số 17 này hình số 17. Em cũng bán với giá là 180. Ở đây em đang thấy là có hai thân đang nhú nụ rất là đều. Có một vài thân chưa nhú nụ. Và tiếp theo là cái hình số 18 đây. Hình số 18 này ờ, có tất cả là bốn thân. ba thân đang nụ rất là tuyệt vời luôn. Đó, một cái thân bên này chưa nhú nụ. Cái hình này em bán là 180 nhé. Cũng là 180 đấy ạ. Tiếp theo là cái hình số 19. Đây, 19. Cái giò 19 này thì cũng có những cái thân nó hơi ngắn. Nhưng mà cũng đang nhú nụ. Cũng có hai ba thân đang nhú nụ rất là tuyệt vời luôn rồi. Đó, nhiều thân cô chú anh chị nhé Đây này. Và cái giò này em cũng bán 180 000 và Tiếp theo sẽ là cái hình số uh, phi điệp cánh viền, hình số, hình này thì có hai thân nụ siêu đều luôn cô chú anh chị này, đó. Nụ bắt đầu từ dưới này lên rất là đều và sai nụ như vậy. Cái hình này là hình số uh, hình này là hình số 20. Có ba thân như vậy em bán với giá là 190 000 cho giò này. Hình 21 180 này cô chú anh chị này. 180 giò này có tất cả là bốn có tất cả là 4 năm thân 2 này, 4 5, 6 thân tất cả và đang có 3 thân nụ rất là đều đẹp luôn này. Em bán giò này với giá 180 nhé quý chị anh nhá. 180. Hình 22 ạ, à, phi điều cánh viền 22. Cái giò này tổng khá là đẹp này, thân mập nù mỗi tội là chưa thấy nhú nụ, em bán 180 này. Hình số 23, cái giò này rất là đẹp luôn, hình 23. Đó, hình 23 này có tất cả là bốn thân và nụ uh, rất là đẹp này, có hai thân nụ cực kỳ là đẹp luôn, đều tam tắp luôn nụ à, khá là lớn sẽ chuẩn hoa tết cho cô chú anh chị mình còn hai thân này thì à, có ba thân bốn thân này đều đang nhú nụ hết chứ cô chú anh chị bốn thân này đều đang nhú nụ nhá và cái hình này em xin phép được bán với giá là 220 trăm hai cho giò bốn thân hoa mặt bông phi điệp cánh viền cực kỳ là đẹp bốn thân hoa đang nhú nụ để cô chú anh chị thưởng thức hoa tết tiếp theo sẽ là hình số 24 cái giò này em bán với giá là 170 trăm bảy cho hình 24 có tất cả là ba thân hoa và hình 25 phi điệp cánh viền 25 Giò này có hai thân hoa vô cùng là xuất sắc luôn, ngắm cái thân của nó không đủ mê như thế này. Đó, hai thân đang nụ và thêm ba cái thân nhỏ bên dưới này làm giống chưa có nụ. Đấy, hình này em bán là 170 này, quá là đẹp. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 26. Hình 26 cũng rất là đẹp đây. À, có tổng là 5 6 thân ngắn dài và cũng đang chi chít là nụ như thế này. Cái giò này em bán là 180 000 em thấy thân này đang rất là nhiều nụ này. Đấy cái thân nhỏ bên dưới này cũng đang có nụ này, ở đây là em thấy đang có hai cái thân có nụ nhá Em bán với giá là 180 nghìn và đây sẽ là những cái giò giả Hawaii tím xưa. Giả Hawaii tím xưa ở đây thì uh, nó là hàng chuẩn mặt bông cây giống và được nhà vườn ký hiệu từ trên từng giò một như thế này. Đó người ta ký hiệu rất là kỹ càng trên từng giò một như vậy Người ta rất, rất là trân trọng cái dòng giả hạc Hawaii tím xưa Một cái mặt bông mà trước đây vô cùng là hot Cái dòng giả hạc Hawaii tím xưa cái chậu này có ba thân đang nụ vô cùng đẹp Em bán với giá 200.000 cho hình 27 ạ à, Và hình 28 Hình 28 một giò giả ha tím xưa rất nhiều thân luôn ạ à. Rất là nhiều thân luôn cô chú anh chị nhé Đang nụ chi chít là nụ luôn Mỗi tội là cái thân này nó em vướng vào một chút xíu thôi nó bị gập đi này cô chú anh chị có thể giữ cố định lại mình vẫn thưởng thức hoa bình thường mà rất là nhiều thân nụ hoa như vậy em bán với giá là 240.000 cực kỳ là đẹp rất là sung xuê luôn sang năm cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời luôn đấy những cái thân này sang năm nữa là cực kỳ là dài đẹp và tiếp theo sẽ là hình 29 này cái giò 29 này giả kha tím xưa 29 này ạ giò này có tổng là 6 thân này 6 thân hoa đó rất là đẹp nụ của nó vô cùng là đều cô chú anh chị ạ cực kỳ là đều luôn đang có 4 năm thân nó hơi ngắn nhưng mà nụ rất là đều cái giò này em bán 230 000 Hình số 30. Số 30 đây cô chú anh chị này. Đó, giò 30 này em bán với giá 220. Và giò 31. Đây 31 này, có 3 thân hoa như vậy này ba thân hoa đang đều đang nụ hết em cũng bán 220 nhá giả Hawaii tím xưa cô chú anh chị nhé cái dòng hàng mà để mà chuẩn Hawaii tím xưa thì không có nhiều hàng đâu ạ tiếp theo là hình số 33 chuẩn hàng chuẩn mặt bông như vậy là không có nhiều đâu cô chú anh chị nhá 33 cái giò này em bán với giá 220 nghìn ở đây thì em thấy là uh, cũng có một hai thân đang bắt đầu là sưng nụ thôi nhá 220 và tiếp theo là cái hình số 24 giả kha tím xưa cái giò 24 này thì em có tất cả là bốn thân hoa rất là đều và rất là đẹp luôn đó rất là đều và đẹp luôn ạ và cái giò này em xin phép được bán với giá 250.000 cô chú anh chị được thưởng thức một cái giò một những cái suối hoa tuyệt vời luôn ạ và hình tiếp theo hình 34 ba tư đây những cái thân đã dụng hết lá và nụ đều tam tắp bốn thân nụ đều tam tắp và thêm một vài thân nhỏ ở bên dưới căng mướt luôn em bán giò này với giá là hai trăm ba này cô chú anh chị này Ngắm cái dàn nụ của nó quá là mê Em thấy hôm nay em cũng lên mạng sớt Người ta bán cái giò giả kha oai trắng xưa Vài thân cũng 7 800 nghìn ạ à. Chứ không có rẻ đâu cô chú anh chị ạ à. Cô chú anh chị cứ tham khảo giá Cái giò tiếp theo hình 35 Cái giò này là tím xưa Cái hình này thì có tất cả là Cũng là 4 3 thân đang có nụ Cái thân này hơi gập bên dưới một chút xíu Nên em sẽ bán với giá chỉ có 210 nghìn hình 36 này 36 hai ai, tím xưa cái giò này có 2, 4, 5 thân đẹp xuất sắc với giá 240 240 cô chú anh chị nhé hình, 3, hình 37 này Giả khai hoa quay tím xưa hình 37 đây ạ Đây cô chú anh chị này Hình này cũng là 4 thân đẹp một cách xuất sắc luôn Em cũng xin phép được bán với giá là 240.000 cho giò giả khao ai tím xưa Mầm gốc đang lên này, rất là tuyệt vời luôn Mà nụ thì cũng đang lên, tức là vừa đủ mầm đủ nụ luôn Cô chú anh chị, 240.000 cho giò này À cái giò này cũng có một cái thân này nó bị gãy ở đây nhá Cô chú anh chị nhé. Về mình cố định lại vẫn chơi hoa bình thường Để cho 240 Tiếp theo là cái hình số 38 Cái giò 38 Hawaii tím xưa 38 Có cũng là bốn cái thân hoa đều tăm tắp luôn bốn cái thân hoa nụ siêu đều đẹp luôn Cái hình này Em cũng bán với giá là 200 Giò này em xin phép bán 250 nghìn Và hình tiếp theo Sẽ là sang giả hạc Hawaii trắng xưa Hawaii trắng xưa cũng thế cô chú anh chị này hôm nay em lên mạng thấy có một chị bán cái giò giả Hawaii trắng xưa vài thân à, nói chung là người ta phải bán từ 500 trở lên cô chú anh chị ạ trắng xưa cái giò này có ba thân đều siêu đều đẹp như vậy em bán với giá là 210 trăm nhá 210 cho giò này đấy ạ. có ba thân hoa cực kỳ là đều luôn. Tiếp theo Hawaii trắng xưa 40, nói chung là chuẩn nhá cô chú anh chị nhá, chuẩn mặt hoa bởi vì hàng này là người ta đính tem rất là kỹ càng luôn. Giò này có tất cả là 5 6 thân, em bán với giá 210 này. Đó, 210, giò quá là đẹp luôn. Và tiếp theo là cái hình 41 này, em cũng bán giò này với giá 210, ba thân nụ siêu đẹp. Đấy cô chú anh chị nhìn cái dàn nụ của nó, 210. Quá là xứng đáng để mà chơi với ba thân hoa tuyệt vời như thế này, trắng không tì vết luôn. Và tiếp theo ạ, là cái hình số 42. 42 đây, cũng là bốn bốn cái thân hoa đều tam tắt. 3, 4 cái thân hoa đang nhũ nụ đều tăm tắt như vậy Em bán với giá 220 Và hình số 43 Cũng với giá 220 nghìn đấy ạ Giò này có tất cả là 5 thân hoa 5 thân nụ đấy, 5 thân đang nhũ nụ của chú anh chị nhá Rất là tuyệt vời 220 Tiếp theo là hình số 44 này Cái giò này em bán với giá cũng 210 nghìn Nó có 4 thân hoa đẹp Tuyệt vời luôn Cái thân này to đùng luôn Căng mướt như thế này Thân to đùng như thế này Trời ơi, nếu mà sổ nụ chỉ cần một thân này thôi sổ hoa thôi cũng đã rất là tuyệt vời rồi ạ. Tiếp theo là hình 45. Giỏ 45 này em cũng bán với giá là 220 000 đây cô chú anh chị. Hình như có tổng tất cả 6 cái thân tơ tất cả đấy. 220 và tiếp theo là hình số 46. Với giá cũng là 220, 4 thân nụ đẹp mê ly luôn. Đó, 220 cho hình 46, hình 47 này. 47 cũng với giá là 47 với giá. Hawaii trắng xưa 47 cũng là 5 thân với giá em cũng bán 220 Quá là tuyệt vời ạ Và hình số 48 đây ạ Một cái giò cũng là 4 thân hoa Đẹp miên man nụ đều tăm tắp Thân nù căng vô cùng đẹp như vậy Với giá cũng 220 Cho hình 48 và hình 49 này 49 là 3 thân 3 thân siêu nụ đều đẹp với giá 200.000 49 50 bên này đây sẽ là dòng trầm cổ à Đây là một cái bông hoa bói chỉ là bông hoa bói thôi mà cô chú anh chị đã thấy đủ tị độ tím lịm của nó rồi nếu như cô chú anh chị được thưởng thức chỉ một bông hoa bói này thôi cũng đã thấy nó ngào ngạt cái hương thơm vô cùng là thơm thơm lắm luôn cô chú anh chị nhé một cái dòng hàng phải nói là đẹp từ cái thân lá đây thân lá của nó này thân xoáy và à, đốt à, thân xoáy đốt tím rất là đẹp luôn. Nói chung là à, một cái dòng hàng phải nói là đẹp từ cái thân lá đến mặt hoa. Và ở đây thì em có một cái chậu này là chậu 50. Chậu 50 này là một cái giỏ bốn thân. Đang có nụ ở trên đầu ngọn rất là nhiều luôn cô chú anh chị này là hoa bói đầu ngọn nhá và giò này mà sổ hoa thì thôi rồi đấy ạ các cái thân này phải dài từ trên 80 cm trở lên ạ em xin phép được bán cái giò này với giá là tám đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời luôn tuyệt hảo luôn cô chú anh chị nhé bốn thân hoa đều tăm tóc nụ thân lá tuyệt vời tiếp theo sẽ là hình 51 này 51 này là giò này ba thân mỗi một thân cũng phải dài từ 60 80 1 mét À, cái giò này em xin phép được bán với giá là 300 nghìn ạ 300 nghìn cho cái giò 3 thân siêu đẹp này 52 là một giò 2 thân dài khoảng tầm 91 mét nhé Của chính chị nhé 91 mét và cái giò này em xin phép bán 210 nghìn cho cái giò này đấy ạ 210 nghìn Thân siêu to khổng lồ đốt ngắn rụt dịt siêu đẹp luôn Tiếp theo là cái hình số 53 đây ạ 53 này là một giò này 3 thân này Giò này 3 thân thân ngắn nhất cũng phải tầm 6-70cm Đó cực kỳ là đẹp cũng đang chuẩn bị xuống lá cái giò này thì em xin phép bán với giá là 270.000 270.000 tiếp theo là cái giò số 55 55 là một cái giò thân to bự chảng thân to bự chảng dài khoảng tầm 1 mét thêm 3 thân ngắn hơn này cô chú anh chị này cái giò này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho giò này ạ à. tổng là 4 thân ngắn dài một cái thân thì phải siêu vip luôn cái thân này này cao hơn 1 mét luôn cô chú anh chị ạ, đẹp tuyệt vời luôn, xuất sắc luôn. Đây cũng là một chậu 4 thân cô chú anh chị nhá. Có 3 thân cao từ 7 80 cm. Một thân nó cao khoảng tầm 50 cm ạ. Vái giò này thì em xin phép được bán với giá là 300 000 300 000 nghìn cho cái giò này ạ. 56 là một cái bảng này là cái bảng à. Giá hương tam bảo sắc 108 57 cũng với giá 108 Và 58 với giá cũng là 108 đây Tam bảo sắc và 59 Em bán tam bảo sắc 200 nghìn Và 60 một cái giò đen đô chi chít là nụ Rất là nhiều thân đang nụ tuyệt vời luôn Em bán 220 nghìn cô chú anh chị nhé hàng dụng lá rồi và đang chi chít rất nhiều thân nụ 220 Tiếp theo sau bên này là hình 61 Đây sẽ là những cái giò giả khao tím Giả khao tím cô chú anh chị nhé Cũng đang nụ đây rất là đẹp luôn chuẩn hoa tím cho cô chú anh chị mình ạ à. đang nụ rất là đẹp cô chú anh chị cũng sẽ được thưởng thức những cái bông hoa tết cực thơm và xinh giò này em bán với giá là 150.000 này có 150.000 thôi ạ à. đó rất là nhiều thân và tiếp theo hình 62 hình 62 này cũng là có những cái thân đang nụ nhá Nói chung là nụ nó không được đều như bên kia đâu à, cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa nhiều lần nhiều lượt từ một cái dậu hoa như vậy giò này em bán với giá là 150.000 cho hình 62 63 này những cái giò thân căng mướt luôn ạ à. Đã, cũng đang rất là nhiều thân có nhú nụ đấy ạ Hình này em bán với giá là cũng là 160.000 À 150.000 cho giò này 63 nhá 64 này Một cái thân rất là nhiều thân 24, 8 thân gì đó Tất cả ngắn dài Thân thì đã dụng hết lá và cũng đang có nụ Có thân có nụ Rất là đẹp Cái giò này em xin phép được bán 180.000 cho giò này Cực kỳ là đẹp luôn Và tiếp theo là hình số 65 65 có 24, 5 thân Cái giò này em xin phép được bán với giá là 150.000 đây 66 này, cô chú anh chị này, thân căng mướt luôn, cũng dụng hết lá rồi, cũng đang nhú nụ. À, hình này đây ạ. À. Hình này thì uh, đang cũng có rất là nhiều thân đang nhú nụ này. Và cái giò này thì em bán với giá là 160 000 cô chú anh chị nhá. Có một cái thân này nó bị gập nhưng mà mình cô chú anh chị mình vẫn chơi hoa cũng như là thưởng mầm bình thường thôi nhá. Đấy, 100 uh, 150 000 nghìn cho giò này. Tiếp theo là hình số 67 này. 67 này em bán với giá là 130 000 đây giò này cũng đang có rất là nhiều nụ này và bên này sẽ là giả hạc pháp này giả hạc pháp này cái giò này là giò 68 em chỉ bán có 150 thôi ạ và hình 69 này em bán cũng với giá chỉ có 100 150 cho giò giả hạc pháp này và hình 60 60 này với giá là có 140 cho chị này thân rất là nhiều thân đẹp hình 671 em bán với giá 1 300 000 và 62 72 với giá là 140 và 70 tiếp theo sẽ là 73 một cây châu mít rụt nhiều lá em bán 210 000 và 74 với giá em bán là 200 000 và 70 76 đấy 76 em bán 200 000 một cây mít rụt rất là đẹp và 77 là hình dáng hương nuôi cáo à, 77 này 77 này em bán hai cây châu này với giá 270 này hai cây châu thái nhá 78 một cây châu thái cực kỳ là đẹp giá 180 ạ à, và 79 79 là 140 cho ba cây châu này và hình 80 hai hai à, cái trâu chứ hai cái trâu chứ rất là to đẹp luôn cái hình này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ đây cây này với giá em bán là 140 và hình tiếp theo hình 80 có hai cây bốn cây với giá chỉ có 200 nghìn một cây to như vậy chỉ có 50.000 81 với giá em bán 190.000 cho ba hai cây trâu rất là to luôn Đã, hai cái trâu rất là to có 90.000 190.000 982 đây là trầm sao thiên vương ạ à. Trầm sao thiên vương 140 cho trầm sao thiên vương 82 83 với giá là 120 Một thân trầm sao thiên vương và 84 Với giá cũng 120 Một thân rất là cao đẹp và trầm sao thiên vương 85 với giá cũng 120 Và 86 với giá em cũng bán là 120 Giò này cũng là một thân cao khoảng tầm 50 Và 86 với giá cũng 120 Ui, Giò này thân này đang có nụ rất là đẹp rồi này Đang nhú nụ rồi này Tiếp theo là 88 em cũng bán là 120 nhá Và 89 với giá cũng 120 ạ 90 90 em bán một cái giò xoắn này Nói chung là nó dụng lá nhìn hơi tả tơi hơi xấu Nhưng đảm bảo cô chú anh chị có một giò lan đẹp luôn đấy ạ Giò này em bán với giá là 150 000 à, 160 000 thôi Quá là đẹp luôn Và tiếp theo là 91 này Với giá lô này em bán 100 Và Long Tô Xuân 92 với giá 150 000 Và 93 với giá em cũng bán là 150 000 Và 94 cũng 150 000 Thế này đây sẽ là những cái con dao được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen này ạ Con dao chuyên thái bằng cái chất liệu thép tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhìn cái ánh đỏ của nó phải nó tuyệt vời luôn 220 000 cho con dao chuyên chặt thái này và con này con dao chuyên chặt xương ống cô chú anh chị nhé chuyên chuyên chặt những cái loại xương gọi là cứng đầu nhất nặng hơn một kg luôn con này em bán 300 con dao chuyên cũng là chuyên chặt thái con dao bằng cán sắt em bán trăm rưỡi con dao chuyên chặt thái này con này em bán 140 trăm chuyên chuyên thái ạ chuyên thái ạ và con này là con chuyên thái lọc này với giá trăm sáu cán gỗ cầm chỉ và con này thì em bán với giá là con này là 120 trăm hai nhé Bên này sẽ là những cái đặc sản miền Cao Bằng này Miến rong kia đén 100.000 1 túi 1 kg Chim khô 100.000 Và măng mầm khô với giá là 200 rưỡi Cô chú ý chị nhìn cái chất lượng Nhìn những cái sợi măng này thì biết chất lượng như nào rồi Và bên này sẽ là măng lưỡi lợn vàng ươm luôn Với giá là 240 cho một cân Và cái đây là cái à, Đây là nấm ngọc cẩu Với giá em bán là một túi như vậy là một nửa cân này Em bán là 80.000 80 cô chú anh chị nhé Là một túi một nửa cân nhé à, mộc nhĩ rừng với giá em bán là 80 000 cho một túi nửa cân. Và bên này là nấm hương rừng với giá 160 000 cho một túi một nửa cân nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 9 sâu. À, cho một túi nửa cân bán 1 2 sâu em bán 2 000 cho một sâu đi ạ. Và bên này sẽ là cái uh, chè ô long của vùng Nguyên Bình Cho bằng ạ. Em bán với giá là 180 cho một uh, túi nửa kg. Chè ô long này thì nó trồng ở vùng núi xe đén với độ cao trên 1 000 mét luôn và có hương thơm vị cũng như là vị ngọt rất là uh, rất là đặc biệt cô chú anh chị nhé. Và đây là mắt khém rừng Hạt mắc khén làm ra vị thơm ngon tuyệt vời luôn Em bán với giá là 100 À 30 000 cho một lạng ạ. À. Từ cây mú tần với giá 100 120 cho một kg. Tạ nấm à, đây là cái táo mèo với giá 100 000 hoàng tinh 200 000 và tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây yến là 190 nhá. Bên này em có vỏ thông phân dê đồng giá 20 000 cho một kg và rêu rừng là 50 000 Vỏ thông em có size 1, 2, size 3, 4 và vỏ thông vụn ạ. À. Bên này sẽ là các cái chế phẩm dành cho hoa lan, atonic là 10 000 cho một gói, phi xanh 50 000 duy đỏ 60 000 dưỡng chất AB 85 000 cho một lọ và hùng viễn 25 000 cho một lọ, 50 000 cho một cặp. B1 thái 40 000 cho một lọ, b B1 mình giải độc cho cây với giá 30 000 cho một lọ xúc thai 50 000 và liền da mỹ tiến 40 và liền da sẹo đen là 50 000 nhá. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30 000 cho một lọ, ba loại phân bón lá dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 35 000 cho một lọ. và cái thuốc dệt côn trùng với giá là 3 70 000 cho một lọ nhá cắt đặc trị thu nhũn 35 000 cho một lọ này. Kinkin kin boom cũng là đặc trị thu nhũn với giá 25 000 cho một gói. Chi đề ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Vi sinh kháng nấm chi cho đề ma với giá là 35 000 15 000 cho một gói, một hộp 1 kg với giá là 135 30 000 Và phân bón dạng túi lọc Em bán là 30.000 cho một 35.000 cho một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong nhá. Dây buộc lam chiều dài 100 m giao cắt kèm theo với giá là 35.000 cho một cái cuộn như vậy. Và bên này sẽ là phân trùng quế nguyên chất với giá 35.000 này. Phân bón dinh dưỡng giúp cơ vi sinh ạ với giá được làm từ dịch chuối phân châu và độ tương nhá đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm rất là kỹ càng trong một trên hai tháng rồi giá là 35.000 năm cho một túi một cái sản phẩm như vậy phải nói là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tuyệt vời nhất cho cây đấy ạ và hạn chế nấm bệnh tối đa nói chung là một cái sản phẩm phải nói là uh, dùng hết sức là chất lượng tuyệt vời luôn mà giá thành vô cùng là rẻ so với cái chất lượng của nó đấy, cái đấy là sản phẩm phân bón vi sinh uh, hữu cơ và bên này sẽ là cái sản phẩm tinh dầu hồi Em bán với giá là 40 nghìn Trong một lọ có dạng treo, dạng ngăn và dạng nhỏ giọt ạ à. Hàng này thì hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng cao bằng rất là lành tính của chúng chị nhé Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời Như là diệt khuẩn làm sạch không khí và mùi hương của nó có thể giúp cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn đấy ạ à. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi ạ à.